là tôi hỏi thêm anh Trung nữa, tức là anh bây giờ anh chỉ có còn băn khoăn mỗi cái anh có cái tốc độ ở GPS khác mà cái tốc độ của máy đo còn nó lại nhiều tăng cái không? còn biển thì trước cả chỗ qua cầu lại đấy, nó sau cái biển đấy nó còn có cả đường 39A cũ với 39A mới nó nối vào nhau, nó không biển nhắc lại thì biển đấy gần như là không có hiệu lực nữa. Không, biển đấy là cái biển nó thuộc về cái cơ quan quản lý về đường bộ đấy, chứ cũng không phải là biển đấy là không phải là của ngành công an, Đúng nó rồi, thuộc là cái đấy đồng chí cái nói là cơ quan quản đúng, lý. nhưng Thế căn nó có hiệu cứ lực để các đồng chí xử phạt hay không là cái thứ nhất. Cái thứ hai ở đây là hình ảnh các đồng chí đưa ra nó đã đủ điều kiện yếu tố để lập biên bản xử phạt hay chưa, đấy là những cái vấn đề mà chúng tôi muốn hỏi các đồng chí ở vấn đề đấy. Thứ nhất là gì, là qua cầu điểm bắn tốc độ là điểm biển báo khu đông dân cư, sau điểm biển báo đông dân cư là có đường 39 cắt ngang và không có biển nhắc lại khu đông dân cư. Đấy là cái thứ nhất, là các đồng chí lên bản với điểm như thế là một đã đúng chưa. Thứ hai là hình ảnh tọa độ từ điểm rằng, điểm bắn từ máy đến xe, điểm rằng hoặc tọa độ như vậy đã đúng, đã đúng chưa. Chứ tôi chưa nói đến vấn đề là đồng chí Hoàng đã kiểm tra máy, kiểm tra máy như thế nào, tem kiểm định có đầy đủ chưa, thì cái việc ấy nó đã xong rồi. Đấy thì đấy là một những cái vấn đề mà tôi muốn là các đồng chí giải trình cho nó cụ thể trong cái buổi hôm làm việc hôm nay. Đấy. cái này mình xin phép đội trưởng với lại các anh này nhé. Tại thời điểm khi dừng phương tiện thì anh Trung đã trình bày về lúc cái tình trạng thì mình mong bạn này đúng không, chỉ khi phát hiện vi phạm tôi dừng xe thì anh nói là tay anh em chở khách từ Hưng Yên ông sang Thái Bình. Trên lúc đấy thì đồng chí lúc đấy là anh Trung anh không nói là anh đi đường nào, mà anh chỉ nói là anh đi đường của đây thẳng quốc lộ 39 đến Hưng Yên sang Thái Bình, nên là cái đấy là cũng giải thích cho anh luôn để Không, cái đấy anh là để dù nói hết theo anh này. Lúc đấy anh cũng có mặt ở đấy đúng không? đúng rồi, đúng rồi, Đúng không? đúng rồi, Chỉ có anh Trung đúng là rồi, người trực tiếp vi phạm đúng rồi, đúng không? đúng rồi, Và anh Trung đã thừa nhận hành vi vi phạm, đã xe máy tốc độ đúng khi rồi, tôi tiến hành lập biên bản, đúng rồi, và anh Trung đã thừa nhận cái lỗi đấy đúng để rồi, tôi ghi lập biên bản đúng rồi, đúng không? đúng rồi, Đấy là lúc anh Trung đã thừa nhận cái tổn thất tôi như thế vâng. đúng không, chứ không nghĩ chuyện hôm nay, nên là chúng tôi không bắt anh Trung là anh ghi cho tôi là phải đi đường nào anh chỉ nói là tôi vừa chở khách từ Nha Trang Sao đấy. các đồng chí này lại trả lời thế nhỉ? Lúc À, đấy tôi chứ anh Trung tôi đang đâu nói với anh là dù là cái phương tiện đấy xuất phát từ đâu đúng không? đúng không ạ, chứ không phải là anh lái xe phải giải trình cho các anh rằng là tôi đi từ đường A đến điểm B. Để tôi giải thích luôn cho anh này. Dạ Tôi hiểu ý anh không? Có nghĩa là theo quy chuẩn đúng không? đúng rồi, Tức là khi mà anh đã có cái biển cảnh báo đông dân cư, đúng rồi, mà khi mà có cái lối chẽ ngã ba ngã đúng tư rồi, đấy, thì bắt buộc là anh phải có cái biển nhắc lại chính xác, đấy. Thế nhưng mà bởi vì là cái quy chuẩn 41 của chúng ta, đây là chúng ta trao đổi luôn, là cái quy chuẩn 41 của chúng ta ngoài cái đấy ra đấy, thì người ta lại còn có cái điểm khác, tức là khi mà nó cái đường âm đường nó vậy vậy dài vậy đồng nghĩa với việc là các thì người anh ta có sẽ quyền xử không phạt theo 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 để luật đúng tôi giải thích cho anh, người ta sẽ không nhắc lại nữa, không? và Vâng. tới đây cái quy chuẩn 41 tới người ta lại còn sửa lại Không, cái việc đấy đấy thì là tôi nói đấy, là hiện tại với biên bản như thế là các anh đã chấp nhận là đúng hay chưa? tôi nói luôn là Tôi chỉ cái hỏi luôn một câu rất là ngắn gọn lúc thôi. đấy là đúng, Đấy, có nghĩa là anh vẫn xử anh phạt đã là đúng theo đúng là đúng luật là đúng là đúng đúng không? Đấy, anh cứ chỉ giải thích như thế thôi, còn đâu là chúng tôi có những cái còn bước lại đi là tiếp nếu theo như thôi. mà anh bảo là cái quy chuẩn 41 mà nó chưa chưa đúng chưa đạt thì có thể là anh có thể tiếp tục anh kiến nghị lên thêm cho bộ giao thông hoặc là cái đơn vị quản lý, còn hiện nay là người ta đơn vị quản lý người ta trả lời là đã thực hiện đúng đầy đủ thì chúng tôi mới triển khai được. Với triển khai cái Không này căn cứ vào biển báo thì bắn tốc độ thì lấy gì để xử phạt được chẳng? có chứ, tức là người ta không nhất thiết, đây tôi cũng phải giải thích cho anh em là tất cả cái quy chuẩn là cái chung đúng không, đấy chúng ta đều phải thừa nhận quy chuẩn là cái chung, nhưng vào thực tiễn
thì nó lại là cái khác. Cho nên là bao giờ người ta khi người ta làm là nó cũng đều có cái đóng và cái mở cả. Đấy, ví dụ như người ta quy định nếu như những cái đoạn đường mà nó dài thì cái việc gác lại là không nhất thiết, tức là không nhất thiết là phải cắm lại cái biển gác lại. À, có nghĩa là sau biển đấy là không nhất thiết phải có biển gác lại và vẫn có quyền tự anh lái xe lại phải hiểu. À rồi. Tưởng nó hết đường được như còn chờ nó không có biển. Nguyên tắc là nó phải thế này đúng không, nhưng thực tiễn là nếu một cái đoạn đường nó dài không nhất thiết phải cắm biển gác thì người ta không thực hiện nữa. Vâng, chứ không phải là cứ phải bắt buộc là phải. Vâng đấy, hôm nay thì buổi làm việc thì cứ trao đổi thẳng thắn thôi. Ví dụ như là tôi chỉ băn khoăn ở vấn đề là đấy, sau biển đấy có nhiều điểm rẽ như đồng chí giải thích, là các đồng chí là xử phạt không cần phải có biển nhắc lại, đúng không? Tức là ở tùy từng đoạn đường, ở đây tôi nói là tùy từng đoạn đường. À, với cung đường như này thì là các đồng chí là không cần biển xét lại và được phép xử phạt. Người ta không cắm biển xét lại. Rồi, có nghĩa là người ta không cắm thì đương nhiên rồi. Nhưng mà vấn đề là với cung đường như thế và với điểm không có biển xét lại là các đồng chí có quyền xử phạt đúng không ạ? Đúng rồi, cái đoạn hiện tại nhé. Cái đoạn mà anh em đang làm. Xin phép thủ trưởng, xin phép anh này. Tôi cân nhắc đi. Đấy thì như tôi nói chẳng hạn đấy là thời điểm đấy là thời điểm hiện tại 4 ngày đấy chỉ có anh Trung trực tiếp ở đấy đúng không? Và chúng tôi đã hỏi và anh Trung đã thừa nhận là anh Trung đi từ hướng Hưng Yên sang Thái Bình vượt qua cầu Lại và cái bắt đầu chân cầu Lại là có biển khu đông dân cư và anh Trung đã tìm biển khu đông dân cư chứ anh Trung không đi ở cái đường rẽ xe. Anh Trung vượt qua cầu Lại tới quốc lộ 39A, anh nhìn thấy biển khu đông dân cư ngay chân cầu Lại, sau đó anh tiếp tục di chuyển đến km 53 là anh lúc chúng tôi đo là anh vi phạm tốc độ như thế. Em nói anh này, anh đi vào đấy, anh ở trên cái biên bản anh có dòng chữ gạch đi một lỗi vi phạm, em nói mà em chưa vi phạm nên là anh không thể đi em như thế được. Anh đồng ý anh gạch đi rồi thì anh nói Thôi được rồi. Em nói luôn này, trong chuyên đề kế hoạch của anh như thế nó hợp lý, nhưng mà phải trưởng phòng ký chứ không phải phó phòng. Phó phòng chỉ là người đề xuất. Đổi cái chuyên đề rồi. Mấy anh nghe xem đi, xong rồi tôi kiểm tra. Anh làm việc ở quốc lộ chỉ có phó phòng đề xuất thôi, nhưng trưởng phòng có quyền ký. Không. Cái đây trong luật đây. Trong luật đấy thì lại không phải là trưởng phòng hay là phó phòng, miễn là người được ủy quyền. Ví dụ như tôi có phó phòng, nhưng nếu mà huyện ấy thì là nó phải chứ. Trưởng phòng ủy quyền là chúng tôi có quyền chúng tôi ký thanh, cho nên là cái từ này chúng tôi có ghi là phó trưởng phòng đấy. Sao anh? Ký thanh trưởng phòng, phó trưởng phòng. Đấy là tức là chúng tôi phải có cái được sự ủy quyền đấy của trưởng phòng thì chúng tôi mới ký. Chứ còn không nhất thiết ở trong tất cả các luật các luật thì đây có đồng chí luật sư đây đúng không? À, đồng chí luật sư đồng chí sẽ giải thích cho anh em nói, tức là người ta chỉ nói đến cái người đứng đầu thủ trưởng, thế nhưng mà thủ trưởng có quyền ủy quyền cho cấp phó mình, chứ trong luật người ta không nói cho cấp phó. Cho nên là bắt buộc tất cả mọi cái là phải có văn bản ủy quyền của cấp được thì cấp phó mới được thực hiện cái chức trách nhiệm vụ của cấp được nhá. Đây em chỉ thấy đọc trong thông tư 65 này, thực hiện kế hoạch phương án tổ công tác của trưởng phòng hướng dẫn và tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông thuộc cục cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, trưởng phòng cảnh sát giao thông giao. Đúng rồi, em không nhìn thấy phó phòng ký bao giờ cả. Tức là người ta không và đây là quốc lộ mà, đây là quốc lộ chứ không phải là đường. Em phải hỏi chú luật sư cái này, luật sư sẽ giải thích cho em rõ hơn này. Tức là trong cái về mặt quy định pháp luật, người ta không bao giờ người ta biết là ông trưởng có quyền gì, ông có không bao giờ có được quyền gì cả nếu không được cấp trưởng ủy quyền. Đã, cái này em phải hiểu thế. Cấp phó là không được, chỉ trường hợp mà cấp trưởng người ta ủy quyền thôi thì cấp phó mới được. Thế thì trong luật xử lý hành chính thì có cái nội dung là không, tất cả mọi luật là đều phải quy định. Tức là người ta đều là trưởng bộ, ông giám
thôi, mình cứ nói chuyện với nhau. Thế, còn không, mình được thì gặp nhau. Đây, thế hôm nay mới là hôm nay mới là dạo chơi, anh em cứ bày tỏ quan điểm thôi. Đây, 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 còn thế nào thì có gì mà công an mà chưa làm được thì công an đi ra. Một cái gì mà công an đã hướng dẫn và đã thống nhất rồi thì làm như thế thôi. Thì hai các anh bảo là bây giờ ở trên đấy cứ không có biển nhắc lại, không cần phải ấy, cứ vẫn cứ xử phạt thì thôi, thì anh cứ phạt mình gặp nhau tại theo đúng quy trình thôi, mình gặp nhau tại tòa nó dễ mạch mọt không sao cả đấy. Dạ. Đây là cái quyền của vâng anh. Vâng à.